Hello mọi người, mình cũng Nhiễm đây. Mình sẽ chơi Rainbow Friend 15 rồi. Đủ người chơi luôn rồi, hay quá. Đang trèo qua hàng rào. Cái này mình đang chơi Rainbow Friend chắc tờ 2 thôi. Tự nhiên nó có chắc tờ 3 rồi mà. Chị chơi. Không biết chắc tờ 4 không? Yeah, anh tải mình skip đi. Nó không hiện lên cho mình bỏ qua. Bỏ qua. Ngoài thang rồi. Bây giờ sẽ chơi nè, chứ bỏ ra. 4 người đã bỏ qua 6 vé. Đây rồi. Một vé nữa. Tắm đi qua luôn chứ mình không biết coi. Tắt nha. Yeah. Mừng kìa mừng kìa. Ê ê ê. Một vé nữa, 6 vé rồi, còn một vé vé cuối cùng vợ bỏ qua. Bây giờ phải nút này đấy. Ra tới cửa là nút luôn á mọi người, chứ không là chui luôn. Sao mọi người chưa nút mà mình nút thế này? Thật quá, phát hiện ra chứ mình thôi. Tôi đi. Nguyên ở đây chứ. Đúng rồi. Đúng quá. Năm thấy, năm mà thấy một cái. Rồi luôn. Đeo không đèn cái hả? Cố lên, chạy nhanh quá. Chạy cái kỹ năng mới được. Rồi nhá. Sao mà riêng không có vai với người. Riêng không thấy được. Mình nghe qua đây rồi là lại gặp những kia rồi tổng kiếm dễ chết lắm, phải đứng chạy đá mới được mà chạy đâu nhanh đâu, đúng không? Trời ơi, mới vô 10 bóng rồi hay dữ vậy, 25 bóng mà cộng 10 bóng nhận cơ mà chưa có bóng thôi, không ai lấy hết vậy rồi. Ừ đúng rồi, nó lấy đi có ai không? Không có. Đúng. Chẳng rồi đấy. Cái tổ của mình là dây lồ này mọi người. Nó có rắn, rắn cái lò nó nhiều. Cái lò nhiều cái nơi. Thôi, đi trước đi. Ê, 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 ê. Thế ngay là kia mấy trong mặt hôi cư. Nghe tiếng con kia ấy mọi người. Thế ngồi 19, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, lên 2. Xuống ngang. À, ngang. Tiếp chúng tôi được nè. Bước ảo hả? Ơ kìa. Hỏi nhé. Thằng quá tưởng có đinh tiên khác mày xong ấy. Thằng
còn mấy cái bóng đèn nữa ngừng vẫy rồi ấy. Ui, sao con Nguyên lại cái này chứ? Chạy lên, chạy lên. Vô cái nào. Ừ, mày giờ về viện không? Sao người thấy? Xong lại được kìa. Nghe tiếng gì vậy? Sao mà mình cũng biết mấy chỗ mình đấy? Kinh nghiệm chơi mình thấy mình đã coi người ta chơi rồi. Mày nói sao nó kêu chỗ này bị ra xa xong cái thấy cái đó không vậy? Lại được nữa này. Ủa, có mấy người ấy? Mới xuất hiện 1, 2, 3, 4 cộng theo mình là 4 gì vậy? Có người tên ấy. Yeah, bỏ rồi. Giờ đi tìm mình cứu quả nè. Chẳng này là có cái con gì lộ ấy mọi người. Phải lúc nhất kìa, trời ơi. Mình đi đây, chúc bạn dễ nè. Này phải lúc không có đi được, lần quá. Giờ qua đây mới là quan trọng nè. Phải luôn nha quên đó. Yeah, chắc chắn không luôn đây nắng được dòng quay luôn. Có một bờ sông với đây. Bờ sông nhỏ mọi người à. Nhỏ kia cũng có sông nữa. Nhưng cái này nhỏ. Còn hai người thôi đấy. Chưa một bình này, có cái lỗ kìa. Mấy cái con dây lỗ là ổn nhất rồi đó mọi người. Sao bánh tê vậy? Thì ngủ cũng yeah. Thì nghe đi. Rồi quá, kịp đấy. Hơi là con có cái nghèo đấy để trốn biết mấy cái góc này chứ không mà khỏi đi. Mình đó không ta? Thằng sợ, lên này. Lúc xong mới lên nhé mọi người. Thêm 2 bằng nữa là 10 à. Là 12 đấy. Ý, sao con người thế vậy? Nó ở đây. Nhẹ nhá, cử động nhá. Không cử động nhá. Không nhá, nhá ra nhá. Xê xê nhau ra, chúng ta không quen biết gì nhau cả. Thì đây. Bạn tìm được gì chưa? Được chưa? Rồi. Quan sát kỹ lưỡng không có ai cả. Nhảy vô. Dán lên. Đi hai. Còn 3 bình nữa đó mọi người. Xuống nè. Bình lưu cái này bữa trước nó chưa vô được đó mọi người. Nghe thì nói đi.
còn đó nó không có thấy đường mà đi quanh quanh nhé mọi người. Đọc xong cái ui ui à gì chưa xong tận luôn rồi. Ui nó chỗ đất rồi xong vô tận rồi. Ui ui ghê vậy. Oh my god, giờ mới biết. Và không quen biết gì nhau cả gì hết đi nha. Mình cái đại cho mọi người. Sao không thấy đâu chị? Không nghĩ là đại rồi. Nó hiện rồi cơ. Ba vừa nó hiện rồi. Thúi nãy. Trời ơi cái con yellow. Rồi xong. Hình này đánh cái giọng đấy. Chút nha, thế nhẹ luôn. Lắc đi. Nhảy, 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 chung, chung. Ừ, yeah, trời. Nó cho người nó xin đường. Mày ơi, không có chơi nhúng nhúng vậy này đâu nha. Không chơi nha, không chơi đâu. Đi ra nguy hiểm quá mọi người ơi. Chút chút cái thùng mà nó nguy hiểm lắm. Hiểm chứ không phải là chậm. Nó hiện rồi. Rồi nó ở ngoài đó luôn. Nè. Đây không chịu. Bà luôn nữa. Bà kia ra rồi à. À chú đây chú chú. Ui, bạn tìm cái cuối cùng rồi. Chị bật ngoài nha. Xong nói gì đó chị? Chết 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 chết. Chết tôi rồi. Bỏ vô đi bạn. Rồi. Quá nó không thấy mừng mọi người ơi. Vàng ơi cho xin cái cục này cái bạn. Ừ thôi mình không ôm nữa mất kỳ. Ý đừng ôm mẹ. Mày ơi em đừng giữ ôm nữa mất kỳ nha. Sợ quá vậy chị. Ui hello hello nhé. Chạy đi bạn ơi, chạy đi. Ừ, 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 thật hay quá. Rồi bên lũi mới làm cái gì vậy? Rồi cặp cái kỳ cũng không thể nào trốn cho phụ được cái nhá. Chạy đi nhá. Không thể nào nó khui thùng được. Cay quá mọi người, mà không nút trong thùng nữa. Nút một cái là mất kỳ là mất nữa. Nó một cái nó kỳ nó rớt ra đó mọi người. Đây lẹ nha. Ui da lụt nó ra này. Bí bí ừ đúng rồi. Lại nữa này. Mình cho da lụt nó bắt rồi lẹ lẹ. Còn những nhà khoa quan sát này. Mọi da lụt bắt mấy lần rồi. Đi lụt nha. Lúc nha. Ờ. Lúc này đây nha. Bạn kia còn không vậy? Còn đúng không? Bạn chưa dọc nhá. Hơi trẻ này rồi. Đâu chạy. Nguyên chắc nó không có bạn kia đâu hả? Gần quá không có con nào hết. Lại gặp giờ. Ủa gì như giờ rồi không mọi người sao gặp hoài vậy.
Hình quá là con Liên không có ở đây. Sự cũng không có luôn. Chứ mừng mở đáp xuống mà. Ý tôi nói một phát là bây giờ ra rồi. Rồi xong, nó cứu rồi. Đúng thế này mọi người. Giờ mình phải tự đi tìm rồi. Sợ. Chơi bình dễ thua lắm á. Rồi miếng nữa đây. Trời ơi, mọi người có con dây lùa nè. Bắt đi. Ừ, đúng rồi á. Mình mới vừa tìm được một cái nữa mà không biết còn hai cái còn lại ở đâu nữa. Nó không chịu hiện lên mọi người ơi. Phải tự đi tìm thằng bằng nước. Huyền nó ra nữa. Đi trúng lắm. Cơ, như thế một cục. Đang nhảy từ kia. Đúng đấy, ở ngoài mình rồi. Mình lồ mắc cười quá mọi người. Nó hát ra mồm mắc cười ra luôn á. Nãy giờ mình chưa thấy sao hình của mình đâu hết á. Rụp la mươi. Nó hiện rồi cơ. Sẽ có con nào nữa đó. Ui, có một con. Ok. Thử mới vô sao cặp. Bắt đi. Có mình người ta hả? Bắt mình vô đi chạy. Bắt cái kia. Mình nhảy qua nhặt vào nhé. Đi chặn đường dài dài xíu nè. Nó cho mình lên nóc nhà nữa. Cảnh sát cái đây. Ok, cảm ơn sát. Sao con của mình kỳ quá vậy? Ủa, sao nó gian hai tay lên vậy? Nó cũ quá à. Mày nè. Ủi, tóc mình đâu rồi? Lại nữa. Mình là thật có gì với con, mấy con đó ghê á. Mẹ, cầm đứa mất cờ quá vậy. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Chuyện gì đang xảy ra đây? Nó có nước ngồi cái mình bấm vô ngồi xuống với nó. Nước cũ luôn. Mình sẽ đi lấy đường bó vô kia. Nhưng mà mình đang phải liệu. Thử thấy gì nữa xem. Rồi xong hết cuốn. Thầy đến đây thôi mọi người ơi. Thế thì cũng bye bye mọi người. Mọi người ở video sau mình nhớ subscribe và kênh nha mọi người.